Theo dự báo, Việt Nam có 143 đô thị thuộc hệ thống đô thị miền núi và Tây Nguyên có nguy cơ chịu tác động của lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. 128 đô thị thuộc hệ thống đô thị ven biển và vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ngập rất cao. Theo dự báo, đến năm 2025, một nửa dân số sẽ sinh sống ở những trung tâm đô thị. Do vậy, cần đảm bảo tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng. Bởi ước tính nếu chậm trễ công việc này 10 năm, thì mỗi năm ngân sách sẽ phải chi thêm 4,3 tỷ đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai.